hãy như con sói đầu đàn, cô độc mạnh mẽ, hung tàn uy phong, sẽ nát mặt kẻ hài lòng, đối đầu sóng gió, quyết không đầu hàng. Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái, bao giờ yêu thì luôn đúng, chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai, dẫu người ta gọi mình ai, cũng chẳng có gì để sai.